Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 3 ngày 25 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Quý Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh, Kim Phong Kim, ngày Quý Dậu, tức chi sinh can, nghĩa là Kim sinh cho Thủy và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Kim Phong Kim, Kỷ Tuổi, Đinh Mão, Tân Mão, ngày thuộc hành Kim khắc với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc, sao Yếu In hay còn gọi là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Dân Nhật, thời Đức, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Đại Hao, tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành, sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Và đặc biệt ngày 25 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Nam và tài thần hướng Chính Tây. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 25 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Xong, bạn lại đang bị cục diện ngũ hành tương phá cản trở, mặc dù tài lộc của bạn vượng, nhưng con đường tình duyên của bạn lại gặp nhiều trở ngại, không được thuận lợi, suôn sẻ như ý muốn. Người ấy có thể sẽ hiểu lầm bạn vì những tin đồn vô căn cứ, lòng tin giữa hai người chưa đủ lớn, cho nên dễ dàng dao động bởi những lời nói vô thưởng vô phạt ngoài kia, tình cảm cũng vì thế mà trở nên rạn nứt. Xong, nếu như bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn tập trung được tinh thần vào chuyện kiếm tiền thì sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề, khi mà ngày tay trái của bạn sẽ giúp cho bạn có được nguồn thu nhập tương đối là lý tưởng trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tình cảm rạn nứt vì nhiều nguyên nhân. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy nên tập trung để kiếm tiền khi có cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, đừng có để lỡ mất thời cơ đến với mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình cảm không được khăng khít cho lắm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên trong ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nên biết tận dụng thời cơ có thể tạo dựng được cho mình nền tảng về tình cảm vững vàng. Người ấy thực sự đã dao động trước sự chân thành của bạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay chưa chắc đã có dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của mình. Bản mệnh tuổi Sửu dễ dàng tự tin quá mức, trở thành tự cao, mất cảnh giác mà không nhìn thấy cạm bẫy trước mắt. Tiền bạc vốn chẳng dễ dàng kiếm được, càng đừng có nói đến việc dựa vào vận may để kiếm tiền. Cái gì cũng cần phải bỏ công bỏ sức thì mới có được. Bạn hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước, bạn sẽ học được nhiều điều mà không mất tiền vô ích. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, không dễ gì mà có được tiền bạc trong tay. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tình cảm bền vững, có nhiều cơ may tiến tới. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, nhân duyên hòa hợp nên để cho mình tự chủ hơn là hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, hãy bày tỏ tình cảm ngay khi có thể. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, chớ nên để cho mọi chuyện vượt quá tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, cho nên con đường phía trước bạn đang được thanh thang, rộng mở. Bản mệnh phát huy được hết sức của mình, không để hoàn cảnh khó khăn trước mắt khiến cho mình e ngại. Và với bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, bạn biết đây là khoảng thời gian nhiều thử thách với bản thân mình. Bạn quyết tâm tự lực cánh sinh để vượt qua thử thách, đạt được nhiều thành tích mà cấp trên cũng phải công nhận bạn nữa. Tuy nhiên, dường như với bản mệnh tuổi Dần trong ngày này lại dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kim mộc tương xung. Cái điều này cho thấy với bạn vẫn đang có những mâu thuẫn giữa bạn với người ấy càng ngày càng nhiều hơn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, công việc quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cần phải biết cân đối thời gian trong ngày cho hợp lý. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, chuyện gia đình rối ren, nhiều vấn đề phức tạp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đừng để cho người ấy cảm thấy bị tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, công danh được tăng tiến nhanh chóng và dễ dàng. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử Vi tuổi Mão thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có những vấn đề về tình cảm, thực sự khiến cho bạn cảm thấy đau đầu. Tình yêu chẳng phải cứ muốn đến là đến, cầu có duyên là có duyên, không phải như vậy. Với bạn tuổi Mão trong ngày này dễ cảm thấy mất kiên nhẫn với những cuộc hẹn hò, mai mối. Bạn không thấy có hứng thú gì khi làm quen với người mà mình chưa từng quen biết trước đó, mà chỉ nghe qua lời giới thiệu của bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ngáng trở bước tiến của bạn trên con đường công danh, sự nghiệp mà kẻ tiểu nhân hết lần này tới lần khác bày mưu tính kế để hãm hại, khiến cho công sức của bạn bỏ ra chẳng được công nhận. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có những chuyện không thể nào cứ thế trôi qua. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa nên hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có thể sẽ gặp tiểu nhân ngáng đường. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, mâu thuẫn phát sinh từ nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng để cho các vấn đề riêng ảnh hưởng tới công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu sẽ đứng trước ngã rẽ của cuộc đời mình khi tình yêu đã gõ cửa trái tim, mang đến cho bạn tuổi Thìn có được nhiều hạnh phúc lứa đôi. Và với bạn tuổi Thìn, bạn không quá quan tâm tới những vấn đề về vật chất trong chuyện tình cảm. Ngày này, bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp. Người ấy thực sự là một nửa của bạn đang còn thiếu. Với bạn tuổi Thìn cảm thấy an toàn và vững tâm khi ở bên đối phương. Dù không cần phải nói gì nhiều, nhưng cả hai đều hiểu được những điều đối phương muốn nói. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn đang phải chịu đòn đau khi chủ quan không kiểm chứng thông tin, khiến cho tiền bạc trong tay cứ thế tan biến trong chớp mắt. Bạn mệnh nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình để về sau không vướng phải nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình yêu đến, hãy chớp lấy thời cơ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, mọi thứ đều có thể giải quyết nếu như biết chia sẻ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tiền bạc quan trọng nhưng chớ có tham quá. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cẩn thận về tiền bạc, kéo lại hao tổn, cơ may không có. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đỏ tình nhưng lại điên bạc, dễ mất tiền. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn đang vô cùng là tốt đẹp. Nhưng bạn tuổi Tỵ lại có phần bối rối khi nhận được lời tỏ tình từ người mà mình thầm thương trộm nhớ. Niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ này khiến cho bạn không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải. Và ngày này, với bạn tuổi Tỵ đang gặp được vận quý nhân tam hợp, dẫn đường chỉ lối, cho nên bạn có thể tìm cách hiệu quả để tháo gỡ những mâu thuẫn đang còn tồn đọng trong gia đình. Bạn dần bỏ qua những mối hiềm khích riêng để giữ tình cảm cho nhau được bền vững. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bà Tú Tỵ đang gặp được ngày có chính ấn nhập cục. Cái điều này làm cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn đang có những bước tiến khởi sắc. Với bạn Tú Tỵ, bạn được cấp trên tin tưởng và yêu ái trao cho nhiều trọng trách quan trọng mới, giúp cho bạn có thêm không gian để phát triển, được lòng cấp trên, mọi người yêu mến. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình càng ngày càng thắm thiết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, có nhiều ngã rẽ cần phải cân nhắc cẩn thận. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có nhiều lúc nên tự giải thoát cho mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tình yêu chớm nở, chớ nên khắt khe. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, con đường công danh vượng sắc, dễ kiếm được cơ hội cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh chia chở cho bạn, cho nên với bạn tuổi Ngọ ngày này có thể đạt được nhiều thành công trong việc xử lý các vấn đề đang còn tồn đọng. Bản mệnh tuổi Ngọ có hướng đi hoàn toàn khác biệt và mới mẻ, không đi theo đường lối mòn cũ kỹ nữa. Có điều, dù với bà tuổi Ngọ sáng ý trong công việc, nhưng bản mệnh lại chẳng hề tìm được sự tinh tế trong chuyện tình cảm, khi mà với bạn vẫn dễ khiến cho người ấy bị tổn thương vì không được thấu hiểu. Bà tuổi Ngọ trong thời gian này nên dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ với mọi người trong gia đình, đồng thời quan tâm hơn tới tình yêu của mình. Bạn có thể đang bỏ bê người ấy một mình với nỗi cô đơn nữa đó. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, có sự tìm tòi mới mẻ, được cấp trên yêu ái. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có thể sẽ đạt được mục tiêu nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình không được như trước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, dễ mâu thuẫn vì nhiều nguyên nhân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên hiểu và thông cảm cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ tạo thêm động lực cho bạn tiến bước. Bản mệnh tuổi Mùi có được sự tự tin hơn vào năng lực của mình, vì không để lỡ bất cứ thời cơ nào để thể hiện năng lực của mình ngày hôm nay. Bạn tuổi Mùi, bạn đang có được sự chủ động, sáng tạo và bản mệnh thoát khỏi được lớp vỏ bọc nhút nhát, rụt rè trước đó, khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ, ngạc nhiên về bạn. Cấp trên cũng phải công nhận về năng lực thực sự của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi lại đang gặp ngày có Thổ sinh xuất cho Kim. Cái điều này báo hiệu cho bạn đang có những mâu thuẫn, khúc mắc trong chuyện tình cảm gia đình. Đôi bên thiếu đi sự thông cảm và dễ bị những lời xúc xỉn bên ngoài, làm cho bạn đang có sự nghi ngờ và mất đoàn kết giữa hai bạn. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, ai cũng có những lúc khó khăn cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn nảy sinh, không ai ngăn được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, vì lời người ngoài mà làm tổn thương người nhà. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, thiếu lòng tin vào người mình yêu. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có sự độc lập, tự chủ hiếm thấy trong công việc. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân bước qua ngày thứ ba này đang có được báo hiệu bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tình cảm. Ngày này, bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sức quyến rũ tăng lên đáng kể. Bản mệnh có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những người khác phái. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho công việc của bạn không tiến triển được nhiều do không thực sự tập trung, dễ mắc phải những sai sót không đáng có. Vì vậy, với bà tuổi Thân, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình ngay đi. Và với bà tuổi Thân, có lẽ là do dịch giã cho nên bạn thả mình quá lâu, khiến cho sức chiến đấu của bạn bị giảm sút rõ rệt. Bạn nên hiểu bản thân mình đang đứng ở vị trí nào để tiếp tục cố gắng cho mục tiêu của mình dài hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc kiếm thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề không đáng nói. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đừng có để cho mình suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải sốc lại tinh thần làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chớ nên để mất đi tình cảm quý giá. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo bạn trải qua một ngày không được mấy yên bình, khi mà với những khúc mắc giữa bạn và người ấy mãi không được giải quyết. Cả hai cùng có chỗ khó của nhau, muốn dĩ hòa vi quý nhưng bằng mặt lại chẳng bằng lòng. Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi Dậu có được nhiều may mắn về con đường tài lộc. Bản mệnh tuổi Dậu nên chấp lấy thời cơ, làm ăn buôn bán, đầu tư và không phải lúc nào cũng có được thần tài ở bên hỗ trợ chia chở cho bạn. Có khả năng kiếm tiền thì đừng có để cho nó vụt mất khỏi tầm tay. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải cân đối thời gian để nghỉ ngơi, có thể mới có đủ sức khỏe để làm việc, chớ có nên ham công tiếc việc để cho mình mệt mỏi, sau đó mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Bạn tuổi Dậu, bạn phải biết tính toán về lâu dài mới đi được chặng đường xa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tiền bạc kiếm được không ít, song vẫn cần phải chú ý trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nên nghỉ ngơi, làm việc vừa sức mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình duyên không được như ý muốn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cần phải hiểu đâu mới là người mình thực sự cần. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, chớ để tình cảm trôi đi qua trong quên lãng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có điểm báo bước sang ngày này bạn chưa thực sự đặt hết lòng tin ở nơi người ấy. Chỉ cần có lời đồn thổi từ phía người ngoài là bạn có thể sẽ sinh lòng nghi ngờ với chính người mà mình yêu thương. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày Tuất Dậu tương hại, sự nghi ngờ, thiếu đi sự tin tưởng của bạn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải cân nhắc lại, biết đâu bạn lại đang phạm phải sai lầm, chớ nên chỉ tin lời người ngoài mà không nghe người bên cạnh mình giải thích. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Đây còn là dấu hiệu cho thấy tiền bạc của bạn trong tay sẽ bay biến khỏi túi của mình. Với bạn tuổi Tuất, bạn khó kiểm soát được tiền bạc trong việc chi tiêu, có khi phung phí không cần thiết nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, mất tiền hao của vì thiếu kiến thức. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nghi ngờ làm cho tình cảm dần lạnh nhạt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không chịu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, dễ khiến cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, phung phí về tiền bạc không cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có chính quan tương trợ, nhờ vậy mà bước đường thăng tiến của bạn ở phía trước sẽ có phần hanh thông, thuận lợi. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn thêm nhiều trọng trách quan trọng. Nếu như bạn biết cách thể hiện, phát huy năng lực của mình thì dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy, càng ngày tình cảm giữa bạn và người ấy càng trở nên khăng khít hơn. Với những khó khăn trở ngại giữa hai người trước đó sẽ giúp cho bạn nhìn rõ về tình cảm của mình, cũng hiểu được tâm ý của đối phương nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn cảm thấy tình cảm đã chín mùi thì hãy để mối quan hệ được nâng cấp lên. Bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bạn nữa. Vì vậy, bạn hãy sống hết mình với tình yêu bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đừng có để cho hạnh phúc trượt mất khỏi tầm tay. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, con đường thăng tiến được hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên tìm cách để cùng nhau tiến bước. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đừng có để cho mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, cần phải dành thêm nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi thêm kiến thức. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.